sẽ chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ học tô tượng bạn gái ở đây cùng với bố nha. Con tô đi, con tô tóc trước đi. Tóc bạn màu gì nhỉ? Màu lâu, đúng rồi, tóc màu lâu. Con tô cẩn thận nhé. Đấy, để bố pha màu lâu ra đây cho dễ tô nhé. Pha màu lâu loãng ra cho dễ tô này. Đây, còn lấy bút to này, con tô cho dễ này. Đây, bố pha màu. Đây, con cứ để đấy. Con tô bằng bút này, con gạt màu đi, gạt bớt màu đi, không giỏ đầy bàn bây giờ. Đấy, con tô đi. Các bạn ấy cùng bé sữa tô tượng nhé. Đấy, bạn ấy đang tô mái tóc màu lâu. Tô từ từ thôi con, không nó nhỏ hết vào quần áo là sẽ không đẹp đúng không? Trong quá trình tô tượng con phải cẩn thận nhé, tô từ từ thôi nhé, không được vội vàng nghe nhé. Đấy. Nếu mà bé sữa tô lâu quá thì bố sẽ hỗ trợ nhé. Con tô bị lâu thì bố hỗ trợ tô cùng bé sữa nhé, các bạn cùng theo dõi nhé. Bố sẽ tô cái váy các bạn nhìn màu gì bây giờ nhỉ, váy màu đỏ đi. Sẽ hỗ trợ bạn sữa tô cái váy nha. Các bạn chú ý tiếp tục theo dõi nha. Đấy các bạn ơi, bây giờ sau một thời gian cố gắng bé sẽ đã tô xong rồi. Bé sẽ cười tươi nào con. Cười tươi lên, con ngó nhìn. Đấy, cười tươi lên. Bé sẽ đã tô xong tượng em bé gái rồi. Đeo túi sách màu xanh nhé. Có cái nơ màu hồng nhé. Đây váy màu đỏ này.
Rồi, bé sữa bố hỏi con có thích tô tượng không? Rồi, ngày mai bé sữa sẽ tiếp tục tô tượng cho các bạn nhỏ xem nhé. Thế bây giờ con nói chào các bạn như nào nhỉ? Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bố và bé sữa sẽ tô tượng tiếp cho các bạn nhỏ xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.